Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin Thế giới trên kênh FVNC với những thông tin về chứng khoán. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán châu Á đã giảm điểm trong phiên giao dịch cuối tháng khi mà nhà đầu tư không có thị trường Mỹ để nhận dạng xu hướng. Lý do là thị trường Mỹ nghỉ giao dịch vào ngày lễ Tạ ơn. Kết phiên giao dịch ngày 29 tháng 11, các chỉ số chính của chứng khoán châu Á hầu hết giảm. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0,41%, Kospi của Hàn Quốc giảm 0,04%, AS 200 giảm 0,27%, duy chỉ có HSI tăng 0,39%. Chỉ số chứng khoán Nhật Bản giảm điểm khi đồng yên mạnh lên so với các tiền tệ khác. Cho dù vậy, chỉ số chứng khoán Nhật vẫn đang có thành tích tốt nhất kể từ năm 2005. Panasonic và các công ty viễn thông có cổ phiếu giảm nhiều nhất, giảm đến 2% mỗi cổ phiếu. Chỉ số chứng khoán Trung Quốc giảm khi nhà đầu tư thận trọng trước khi chỉ số PMI của nước này được công bố. Các khảo sát của Reuters cho rằng chỉ số này sẽ tăng nhẹ từ mức 51,1 điểm trong tháng 10 lên 51,4 điểm trong tháng này. Chỉ số chứng khoán Úc chạm mốc thấp nhất trong vòng một tuần. Chỉ số chứng khoán Hàn Quốc giảm nhẹ sau một phiên giao dịch biến động bất chấp những số liệu kinh tế lạc quan. Sản lượng công nghiệp của nước này tăng 1,8% trong tháng 10, hồi phục từ một đợt giảm mạnh trong tháng trước. Cổ phiếu công ty thép Bosco tăng 1% và Kia Motor tăng 0,3%. Một cần cẩu trục bất ngờ gãy đổ đã làm thiệt mạng ít nhất 3 người đang thi công trong sân vận động Corinthians ở Sao Paulo. Đây là nơi sẽ diễn ra 6 trận đấu trong mùa World Cup 2014 sắp tới, trong đó có một trận tứ kết và một trận bán kết. Theo giới truyền thông Brazil, cần cẩu này nằm bên ngoài sân vận động Corinthians. Lúc gãy nó đã phá hủy phần bên ngoài và hàng ghế của sân vận động. Phía cảnh sát và lính chữa cháy đã có mặt kịp thời để giải cứu ít nhất 3 người ra khỏi đống đổ nát. Tuy nhiên, số người còn lại trong đó là bao nhiêu vẫn chưa biết xác thực. Vụ tai nạn bất ngờ này đặt ra một câu hỏi, liệu Brazil có thể khai mạc World Cup đúng thời gian hay không? Trong khi FIFA bắt buộc Brazil phải hoàn tất công trình trong tháng 12. Đây cũng không phải là lần đầu tiên quá trình chuẩn bị World Cup của Brazil bị gián đoạn. Năm ngoái, chính phủ nước này phải đối mặt với không ít khó khăn như tai nạn, người dân biểu tình vì cho rằng chính phủ quá lãng phí cho các công trình này hay xây dựng vượt quá chi phí. Ban đầu, kinh phí cho công trình này chỉ có 152,2 triệu đô la, nhưng sau đó con số này đã lên đến 430 triệu đô la. Đại diện đơn vị thi công của Odebrecht SA cho biết, họ sẽ khởi công lại công trình này vào ngày 2 tháng 12 và sẽ hoàn tất trong vòng 30 ngày. Theo ông Federico Barbosa, quản lý công trình, kết cấu của sân vận động không phải bị phá hủy tất cả. Công trình không bị phá hỏng hết mà chỉ có một phần trong đó bị hư hại, nhưng sẽ không có vấn đề gì đâu bởi kết cấu của công trình này rất bền vững và chắc chắn. Theo thông tin đăng tải trên website của Corinthians, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên, sân vận động gần như đã hoàn tất được 94%. Trận đấu mở màn cho World Cup 2014 sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6 năm 2014. Thưa quý vị, Kenya vừa công bố dự án đường sắt gần 14 tỷ đô la Mỹ nối cảng Mombasa và Rwanda, nhằm xúc tiến thương mại và cắt giảm chi phí vận chuyển hàng hóa trong khu vực này. Giai đoạn đầu, tuyến đường sắt này sẽ nối cảng Mombasa và thành phố lân cận là Malaba, hoàn thành vào năm 2017, sau đó sẽ mở rộng ra tới Rwanda vào năm 2018. Dự án này do nhà thầu Trung Quốc thi công và đầu tư một phần vốn. Giao thương giữa Kenya và các nước trong khu vực bị cản trở bởi chi phí vận chuyển quá cao khi vận chuyển bằng đường bộ. Đó là lý do chính phủ Kenya quyết định chọn giải pháp này. Đây là dự án đường sắt đầu tiên được xây dựng bởi người Kenya. Tuyến đường sắt hiện tại ở Kenya là do người Anh xây dựng từ thời thuộc địa. Đây là dự án thuộc kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng dài hạn của chính phủ Kenya. Hồi tháng 8, Kenya đã chi 67 triệu đô la Mỹ để mở rộng bến cảng Mombasa, cửa ngõ phía đông của châu Phi, vốn thường xuyên bị tắc nghẽn. Các quốc gia châu Phi cũng vừa mới thống nhất bỏ phí visa giữa các nước trong khu vực để giảm chi phí vận chuyển và thúc đẩy giao thương. Mặt khác, Kenya, Uganda và Nam Sudan đang thảo luận về việc xây đường ống dẫn dầu nối giữa các nước. Đài phát thanh Amen Radio vừa mới được thành lập tại Mogadishu của Somalia. Đây là đài phát thanh đầu tiên tại nước này được vận hành hoàn toàn bởi phụ nữ, với mục đích trao quyền nhiều hơn cho nữ giới tại quốc gia xung đột không ngừng trong suốt hai thập kỷ vừa qua. Đài phát thanh được tài trợ và vận hành hoàn toàn bởi những người phụ nữ. Xung đột và định kiến tại Somalia khiến cho phụ nữ nước này là những người phụ nữ thiệt thòi nhất trên thế giới. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, Somalia là một trong những nước có tình trạng bạo lực đối với nữ giới nghiêm trọng nhất thế giới. Dù đã có nhiều tổ chức nhân đạo và nữ quyền lên tiếng kêu gọi bình đẳng giới và tăng cường bảo vệ phụ nữ, nhưng nhìn chung, nữ giới nước này vẫn chưa có tiếng nói. Tôi chọn nghề báo vì tôi muốn vực dậy tiếng nói của cộng đồng chúng tôi, đặc biệt là phụ nữ. Phụ nữ Somali không có tiếng nói, họ bị thiệt thòi rất nhiều về y tế, giáo dục, v.v. Khi chúng tôi bắt tay vào dự án này, người ta cho rằng dự án này không khả thi và phi thực tế, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua điều đó. Đài Amani hiện có 25 nhân viên trong độ tuổi từ 17 cho tới 20. Không dễ để phụ nữ làm báo ở Somali, tự do ngôn luận ở Somali đứng thứ 175
trên tổng số 179 nước, theo khảo sát của Reuters, và cũng là một trong những nước nguy hiểm nhất đối với nghề báo. Thưa quý vị, kinh doanh deal voucher tại châu Á bùng nổ vài năm gần đây và đang rất thịnh, thu hút nhiều cái tên mới, trong đó không ít các công ty quốc tế, ví dụ như là The Entertainer của Dubai. The Entertainer nhắm đến giới khách hàng sử dụng smartphone bằng cách tung ra ứng dụng di động thay vì các website mua bán deal hàng ngày. The Entertainer vốn là một công ty Dubai chuyên cung cấp và phân phối các voucher giảm giá của nhà hàng, khách sạn tại vùng Trung Đông. Nhưng mới đây, The Entertainer đã quyết định ra mắt ứng dụng di động, tấn công vào lượng người tiêu dùng xài smartphone tại châu Á. Thay vì phải trả tiền từ voucher như trước, khi cài ứng dụng, người dùng trả trước một khoản phí hàng năm và sau đó mua bất kỳ voucher nào của một hoặc hai nhà hàng, dịch vụ khách sạn trong thành phố của mình. Dùng GPS để tìm kiếm các khuyến mãi, sau đó nhập mã code vào điện thoại để mua voucher, rất đơn giản. Tuy nhiên, liệu những khách hàng châu Á có thực sự thích một ứng dụng săn voucher hơn là những website như Groupon? Chúng tôi khác với những trang mua bán deal hàng ngày, chúng tôi quan tâm đến mục tiêu dài hạn, có kế hoạch rõ ràng và chúng tôi không ăn hoa hồng. Groupon và những trang mua bán deal hàng ngày diễn nhiên rất tốt, nhưng họ có vẻ hơi... Dù sao thì bạn cũng không thể lên kế hoạch trước với mấy trang này, vì bạn đâu có biết sắp tới họ tung ra deal gì, và khi đã mua deal thì đều phải dùng trong một thời gian nhất định. Còn đối với chúng tôi thì bạn có thể dùng voucher trong cả năm, bất kỳ lúc nào. Hãy thứ lỗi nếu tôi nói sai, nhưng công ty vốn không chuyên về kỹ thuật, làm sao có thể quản lý được ứng dụng này? Có phải công ty đã đem ra ngoài gia công? Nó có hiệu quả hay không? Tôi phải nói rằng tôi khá am hiểu về vấn đề kỹ thuật đấy. Chúng tôi không gia công ra ngoài vì có một nhóm chuyên về thương mại điện tử rất tốt. Mất khoảng 2 năm mới hoàn thành được ứng dụng và tung nó ra. Nhưng chúng tôi cũng có một công ty phụ ở châu Âu. Họ là những người đã viết nên phần mềm này. Vậy tại sao lại chọn tiến hành dự án này ở ngoài Trung Đông? Tôi nghĩ sản phẩm công nghệ thì ra mắt ở đâu trên thế giới này cũng được. Vấn đề là phải khai thác tài nguyên, chuẩn bị kỹ càng ở thị trường đó để mọi việc được xong xuôi mà thôi. Nói về tài nguyên, hình như công ty đã bắt tay với Abrasive Group. Tại sao công ty lại chọn một công ty cổ phần tư nhân thay vì một quỹ đầu tư mạo hiểm? Xem nào, Abrasive đã đặt vấn đề trước, đề nghị mua lại 50% công ty của chúng tôi vào khoảng 2 năm trước. Chúng tôi có khá nhiều sự lựa chọn. Lúc đó Abrasive chưa phải là sự lựa chọn chính xác, nhưng giờ với sự giúp đỡ từ Abrasive, những gì chúng tôi đáng phải làm trong 8 năm, giờ có thể rút xuống 3 năm, rất tốt. Thêm nữa họ không can dự vào việc điều hành, tôi vẫn là CEO của công ty. Bỏ qua chuyện đó, chúng ta nói về kế hoạch ra mắt tại Singapore và Hồng Kông. Sau hai nước đó thì sẽ đến nước châu Á nào? Chúng tôi cũng đã có mặt tại Malaysia. Nước tiếp theo có lẽ là Thái Lan, Indonesia hoặc Philippines. Cảm ơn bà vì cuộc trao đổi này. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Thế giới trên kênh FBNC tối nay 29 tháng 11 năm 2013. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.